kính chào các cô bác các anh chị và các bạn đang xem kênh cây giống anh trung ạ năm nay em giới thiệu với các cô bác các anh chị và các bạn một cái mẫu cây chơi tết mới nha à, hôm nay em sẽ giới thiệu với các cô bác các anh chị và các bạn cái cây quýt lục bình cây quýt à, được tạo dáng lục bình à, các nghệ nhân của nhà em à, Năm nay tạo những cái dáng cái cây quýt lục bình rất là lớn, cực kỳ là bự luôn. Cây cao cả chậu là khoảng 3 m và trung bình cái bình này là từ 60 đến 80 cm. Và cây thì rất là nhiều quả, cực kỳ là sai luôn ạ. Đó, các cô bác anh chị nhìn kỹ sẽ thấy ở trên những cái vòng tròn này thì nguyên quả là quả luôn đây là quả nó còn xanh thì nhìn hơi khó chứ nếu mà nó mà chín nó mà chín thì nhìn cực kỳ là dễ luôn ạ nó mà chín thì nhìn sẽ thấy tất cả cái bình này à, nguyên là một màu vàng xen lẫn với màu xanh và những cái lộc của à, cái quýt này nó ra thì rất là đẹp cô bác anh chị nhìn ở trên ngọn này sai chữ luôn năm nào nhà em mỗi năm nhà em lại đưa ra một cái một dòng cây chơi một loại mẫu mới năm ngoái thì cái mẫu con trâu ấy năm ngoái cái mẫu con trâu cỡ bự ấy thì rất là được ưa chuộng và năm nay thì nhà em thay đổi năm ngoái thì con trâu thì toàn dùng đối với cây 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 quất thôi và có một số là cây bưởi còn năm nay thì em sẽ đưa ra cái loại quýt quả quýt này là ăn ngọt nha các cô bác anh chị đó quả quýt này là ăn ngọt chứ không phải là chua quất thì nó chua nhưng riêng cái quýt này thì nó ngọt ạ à. quýt ngọt đặc biệt là nó rất là thơm À, giá thành thì so với lại những cái cây mà những cái cây cỡ lớn đấy thì cái cây khuyết lục bình này giá khá là ổn à, cô bác anh chị bình dân cũng có thể chơi được cái dòng này à, những đối với những cái cây lớn thì có thể là các cô bác anh chị sẽ nghĩ là phải thật nhiều tiền à, và với những cái mẫu lớn như thế này thì chắc là cô bác anh chị nghĩ là phải thật nhiều tiền thì mới mới có thể chơi được cái cây này nhưng uh, riêng đối với nhà vườn em thì uh, luôn luôn đưa ra thị trường những cái giá uh, rất là hợp lý cho mọi người mọi nhà đều có thể chơi được những cái mẫu mới nó cực kỳ là sai luôn em quay sát cho mọi người xem này. cái hình dáng lục bình này thì đối với các uh, mọi loại cây thì cũng khá là được ưa chuộng, cũng khá là được ưa chuộng nha các cô bác anh chị. À, đặc biệt là năm nay cái quýt này thì 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 uh, chắc chắn là sẽ uh, nhiều cô bác anh chị và nhiều bạn sẽ ưng cái dòng này nói chung là nhìn nó rất là bự luôn nhìn nó rất là lớn đồ sộ và đặc biệt là nhìn nó mới lạ và cũng cực kỳ là sang trọng nữa cái cây này thì đối với những cái cây cái dáng lục bình này thì các cô bác anh chị mà về mình chơi hết năm nay chẳng hạn thì cô bác anh chị thay chậu trồng ra một cái chậu lớn hơn cô bác anh chị trồng ra một cái chậu lớn hơn à, sang năm nó vẫn ra quả bình thường cô bác anh chị chịu khó cắt tỉa đi theo cái hình dáng của cái bình cái lục bình này thì cô bác anh chị từ sang năm nó vẫn mình vẫn có thể chơi được bình thường vẫn có thể chơi và ra trái bình thường còn chứ còn ví dụ như nhiều loại cây khác thì nhiều khi là mình không trồng được nhưng riêng cái quýt này nó rất là dễ các cô bác anh chị có thể trồng ra đất mình có thể đưa ra đất mình trồng hoặc là mình trồng ra lên cái chậu lớn hơn mình đặt ở hai bên sân chẳng hạn cũng rất là đẹp quýt thì lá nó cũng khá là xanh tốt. Đặc biệt là cây gì cũng thế các cô bác anh chị chịu khó tỉa tán một chút thôi là ở quanh năm mình lúc nào cũng có cái cây rất là đẹp ở trong nhà để mình chơi. những cái quýt này thì thì uh, những cái cây quýt này nha các cô bác anh chị uh, khi mà những cái lộc nó vươn dài ra ấy những cái lộc nó vươn dài ra thì cô bác anh chị cắt tỉa nó đi thì luôn luôn là nó tạo cái hình lục bình rất là tròn đẹp rất là tròn đều và đẹp ạ nhà em ngoài cái cây uh, tạo cái hình lục bình ra thì có những cái cây uh, tán tự nhiên Giáng dáng tán tự nhiên để buông như thế này. Những cái cây này cũng rất là sai quả nha cô bác anh chị. Cực kỳ là sai luôn ạ. Cô bác anh chị mà muốn tìm hiểu, tham khảo hay là muốn đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại 0977516966 nha. Nhà em có cả cái mẫu dáng để thả tự nhiên đấy không lên không lên mẫu không lên mẫu nào cả đó những cái cây như thế này thì các cô bác anh chị về cứ để chậu chơi bình thường à, mình sau này mình trồng ra chậu cũng được ạ à. em xin phép được dừng video tại đây nha Chúc các cô bác các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ à.